Ngày mai 10 tháng 2 nhằm mùng 10 tháng Giêng âm lịch, theo quan niệm của dân gian là ngày vía thần tài. Trong ngày này, nhiều người giữ thói quen mua vàng để cầu may mắn tài lộc trong năm mới. Đây cũng là cơ hội kinh doanh lớn đầu năm đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Chuẩn bị cho ngày vía thần tài, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn tỉnh đã tung ra nhiều mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong năm con hổ. Nắm bắt nhu cầu mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài, ngoài các sản phẩm truyền thống, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý còn tung ra nhiều mẫu mã mới lạ, độc đáo, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Đặc biệt theo hình ảnh linh vật của năm là hổ, những cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý chế tác vàng theo nhiều kiểu dáng, kích cỡ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Như là năm nay là năm dần thì là có những cái tượng hổ từ lớn đến nhỏ, từ 5 phân cho đến 1 lượng. Và mẫu thần tài, phước lộc thọ và miếng vàng một chỉ của SGC tung ra hình hổ, và nữ trang, trang sức nhà 18, nói chung là rất là đa dạng để cho phục vụ khách hàng. Cái dự tính của tôi, cái giá vàng mà của ngày vía thần tài hôm nay tôi nghĩ rằng có thể là tăng lên từ 50 đến 100 ngàn một chỉ. Lấy hình ảnh kim dần hổ vàng, hệ thống BNG ra mắt phiên bản vàng ép vĩ 4 số 9 hình hổ kèm theo câu chữ An Lộc Phát độc đáo. Doanh nghiệp này cũng tung ra nhiều sản phẩm đồng tiền vàng 4 số 9 là thần tài thịnh vượng, thần tài đại phát, với hình ảnh thần tài được chạm trổ tinh xảo. Các sản phẩm trang sức kim ngân tài được khắc chữ thư pháp, nhẫn tròn trơn lộc phát tài, mang thông điệp tài lộc tăng tiến, phúc khí đủ đầy, an khang thịnh vượng. Các sản phẩm vàng đa dạng, có trọng lượng từ 0,5 chỉ đến 1 lượng. Thì có ra những cái mẫu mới để phục vụ ngày thần tài, ngoài những cái miếng là phúc lộc thọ như mọi năm thì bên em sẽ có thêm chữ An, chữ Hưng, chữ Pháp, rồi có thêm các mẫu thần tài mini, rồi có túi túi thần tài, túi tiền, rồi ngoài đó thì còn có các sản phẩm tỳ hưu để phục vụ cho ngày vía thần tài. Dự báo thì giá vàng sẽ là ổn định trong ngày mai. Thì trong năm nay mình có đặc biệt mình có ra một set gọi là phiên bản giới hạn Xuân An Khang Hưng Thịnh Phát. Thì cái này mình theo hệ thống của mình ra chỉ là có 1.600 bộ thôi. Nên thành ra khách hàng cũng rất là háo hức để mình có thể sở hữu những bộ đó. Ghi nhận vào cuối giờ chiều 9 tháng 2, tức mùng 9 tháng Giêng, giá vàng vẫn ổn định như những ngày trước đó. Vàng 4 số 9 được niêm yết giá 5.355.000 đồng một chỉ ở chiều mua vào và 5.435.000 đồng một chỉ ở chiều bán ra. Dự báo trong ngày mai, ngày vía thần tài, giá vàng giao dịch trên thị trường sẽ tăng nhẹ từ 50.000 đến 100.000 đồng. Phục vụ cho nhu cầu mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn tỉnh cũng sẽ mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn ngày thường.